hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay chúng ta lại gặp bằng nhau thuận đã vắng mặt 3 ngày ba ngày hôm qua thì thuận bận một số công việc nhưng mà thuận và team thuận capital vẫn tiếp tục để mà chia sẻ những cái thông tin trên những mạng xã hội như là trên facebook ở trên twitter hay là telegram Nhưng mà nào mà chưa theo dõi cũng nên theo dõi để có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới để tìm hiểu những cái link của những cái mạng xã hội đó nhưng mà hôm nay thì muốn trở lại để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn Thật ra trong cuối tuần này thì chúng ta cũng không có những cái thông tin gọi là quá nổi bật nhưng mà chúng ta cũng có một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn Một số những cái thông tin chúng ta chưa nói đến trên cái channel này cũng như là chúng ta sẽ nói tới Đương nhiên Bitcoin, rồi chúng nói tới uh, Allcoin, chúng ta cũng sẽ nói tới Tether Chúng ta cũng sẽ nói tới cái tình hình on-chain và một số những cái thông tin khác. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết các bạn thấy được là giá cả đó cũng tiếp tục rất là tốt các bạn thấy là giá thì cứ từ từ đi lên. À, từ lúc mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng mạnh hồi ngày 6 tây tháng 10 đó thì sau đó giá cả đây xoay quanh cái mức là 54 55 ngàn và từ 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 đi lên bây giờ các bạn thấy là cái mức cao nhất trong cái thời gian mà chúng ta thấy cuối tuần vừa qua đó cái mức cao nhất là khoảng chừng là 56.000 đô bây giờ là 55.238 trước hết các bạn thấy được tình hình bây giờ đã bô là sơn mọi người đã lạc quan hơn làm sao mà thuận biết được thì các bạn thấy trước hết chúng ta nhìn vào một tài liệu đó chính là exchange funding rate nghĩa là cái phí qua đêm có nghĩa là đây là cái phí mà những bài nào mà sử dụng những sản phẩm như là future option cũng đã biết là bên nào mà có lệnh nhiều thì phải trả cho bên có lệnh thấp, có nghĩa là nếu như nhiều lệnh long thì cái phí funding rate này sẽ tăng lên thì các bạn thì được là bây giờ đó cái tình hình khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu tính theo giờ đó thì rất rõ ràng là các bạn thấy là từ ngày 23 tới tháng 9 đó, cái đường màu xanh này là có cái sự tăng trưởng có nghĩa là càng ngày cái phí funding rate càng tăng lên, có nghĩa là cái sự hứng thú của lệnh lon đã tăng lên từ từ trên những cái sàn khiến cho là chúng ta thấy là tình hình bây giờ đó đây là dấu hiệu của lạc quan và chúng ta ngược lại thấy là cái phí funding rate tăng lên nhưng mà chúng ta nhìn vào tổng cái số lệnh uh, futures thì các bạn thấy được cũng tương tự từ cái thời điểm là ngày 28 tháng 9 á, thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh này cũng đã có sự tăng trưởng trở lại chúng ta thấy được là có hai đợt gần đây có nghĩa là đầu tháng 9 khoảng chừng ngày 7 tây và đợt thứ nhì đó là khoảng chừng là ngày 19 tháng 9. Đây là những cái thời gian mà chúng ta đột ngột thấy giá đi xuống mạnh khiến cho nhiều lệnh bị thanh lý, dự định loan bị thanh lý. Nhưng mà sau đó bắt đầu từ cái thời điểm là ngày 28 tây tháng 9 thì những trader hầu như đã có lòng tin trở lại và các bạn thấy được là từ từ đã có càng ngày càng nhiều lệnh futures trên những sàn giao dịch và chúng ta thấy được là cái xu hướng là cái funding rate cũng tăng theo có nghĩa là tình hình bây giờ đó nhiều trader đã lạc quan hơn tại sao lạc quan chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan đến là các bạn thấy được là thượng nghị sĩ Cynthia Lumus à, đã thông báo các bạn thấy là những người mà làm việc cho chính phủ như nghị sĩ đó khi mà họ mua bán những cái à, Tài sản nào họ phải thông báo? Thì trong cái tài liệu thông báo bởi Syntholumus Thì để nói là mua đương nhiên họ không cần phải nói chính xác là mua bao nhiêu Thì bây giờ đó Cái phần mà họ mua đó Của Syntholumus là khoảng từ 50.000 cho đến 100.000 đô BTC Ngày 16 tây tháng 8 Chúng ta biết Đây là cái tài liệu được cung cấp cách đây Chỉ có 3 ngày, ngày 7 tây tháng 10 mà thôi Thì các bạn thấy được là Bây giờ đó, lúc đó khi mà Cynthia mua đó là giá BTC là 46 ngàn dựa theo báo cáo này của quốc hội đây là một người nghị sĩ mà rất là có cái đồng tin đối với thị crypto và rất là có ủng hộ đây là một người bạn của thị crypto ở trong quốc hội chúng ta thấy là tin tức kế tiếp nữa là gần đây đó thì đây là cái thông tin cùng cái tay khoảng chừng là hai ba ngày đó chính là SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã phê duyệt một cái ETF, không phải là một cái Bitcoin ETF mà đây là một cái ETF có tên là Vô Equity, một cái quỹ đầu tư. Thì cái quỹ đầu tư này đó là dùng 80% tài sản để mà mua option cho các công ty nắm giữ phần lớn tài sản của họ bằng Bitcoin. Trong đó chúng ta có những công ty như là MicroStrategy, hay là công ty đào Marathon Digital, Bitfarm vân vân. Đây là một trong những cách mà các bạn thấy được nhà đầu tư có thể tiếp cận với thiền crypto vì bây giờ chúng ta vẫn chưa có Bitcoin ETF thì khi nào mới có Bitcoin ETF? Đây là một câu hỏi mà mình thường nghĩ là nhiều người đang à, rất là mong chờ. Tại vì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm qua chúng ta đã nghe thông tin đó là công ty BlockFi, công ty Landing mà có lãi đó, thì cái thông tin là công ty BlockFi đã nạp đơn để có thể có được một cái Bitcoin ETF dựa theo future với lại SEC. Thì điều này có nghĩa là gì? Các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay mọi người đó vẫn có lòng tin rất là cao là trong tháng 10 này chúng ta có thể có một cái Bitcoin ETF được duyệt thậm chí là dựa theo cái chẩn đoán của Bloomberg đó, chúng ta có thể có tới 4 Bitcoin ETF được duyệt từ đây cho đến cuối tháng 10 các bạn cũng nên nhớ là SEC đã đẩy lùi cái ngày mà ra cái kết luận cho 4 Bitcoin ETF nhưng mà bốn Bitcoin ETF đó, đó là dựa theo là chúng ta có cái số lượng Bitcoin thật sự nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là cái thông tin là chúng ta vẫn còn bốn cái Bitcoin ETF cần phải có cái uh, sự quyết định trong cái tháng 10 này. Bởi đương nhiên SEC có thể là ra ba quyết định khác nhau. Thứ nhất là cái quyết định là họ sẽ chấp nhận, đương nhiên điều này rất là tốt. Thứ nhì là họ sẽ ra quyết định là họ sẽ đẩy lùi, có nghĩa là họ sẽ cần thêm thời gian. Và thứ ba họ có thể ra quyết định đó là họ sẽ từ chối. Thì bây giờ đó cái sự chuẩn đoán của nhà báo Bloomberg là khả năng rất là cao chúng ta sẽ có cái sự chấp thuận Bitcoin ETF trong tháng 10 này. Tại vì sao? Tại vì bốn cái bịch ETF còn lại trong tháng 10 này đó chờ được giải quyết bởi SEC đó chính là ProShare Bitcoin Strategy, Invesco Bitcoin Strategy, Vanek Bitcoin Strategy và Valkyrie Bitcoin Strategy. Đây là bốn cái Bitcoin ETF mà dựa theo sản phẩm futures, có nghĩa là hợp đồng tương lai của sàn CME. Thì tại sao Bloomberg lại có cái lòng tin cao như vậy? Nói là trong tháng này khả năng cao chúng ta sẽ có cái sự thông qua của cả bốn Bitcoin ETF này. Tại vì Bloomberg nói đó là không có lý do gì mà nghĩ là không được tại vì SEC chủ tịch là Gary Gensler từng nói đó là ông ta có cái nhìn rất tốt về một cái sản phẩm Bitcoin ETF dựa theo giá của futures của sàn CME, có nghĩa là Gensler nói là bây giờ đó vẫn còn chưa có quyết định là có chấp thuận một cái Bitcoin ETF mà đứng sau lưng là Bitcoin thực sự hay là không nhưng mà ông ta cởi mở hơn để mà duyệt những cái Bitcoin ETF mà dựa theo sản phẩm hợp đồng tương lai của sàn CME nghĩa là cái quỹ Bitcoin ETF đó mà đi theo giá của Bitcoin ở trên sàn CMI nhưng mà đứng sau lưng đó là không có bị coin thực sự thì đây là một cái loại bịch coin ETF có thể được thông qua bởi cái luật năm một thì chúng ta thấy đó đây là cái lời nói của Gary Chancellor cho nên nhà báo Bloomberg nghĩ là bốn bịch coin ETF này là theo cái ý nguyện của Gary Chancellor thì khả năng cao sẽ được thông qua và gần đây nhất đó SEC đã ra cái đề nghị là hai cái Ethereum Future ETF Tại vì các bạn thấy được bây giờ có rất là nhiều những cái quỹ Có thể nói được là nhiều vô số kể luôn thần tưởng nó là năm 2019 Lúc đó chúng ta có khoảng chừng là 15 cái đơn để mà có Bitcoin ETF lúc đó đã nhiều rồi Bây giờ các bạn thấy được là có tới 20, 30 đơn để có được Bitcoin ETF Và thậm chí cũng có vài đơn muốn có một cái Ethereum ETF Thì gần đây đó SEC Ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã nói đó là hai cái đơn để có được cái Ethereum Future ETF đó thì nên rút về tại vì bây giờ SEC vẫn chưa chuẩn bị để mà nói về một cái quỹ ETF dựa theo Ethereum thì các bạn thấy được là tuy là SEC nói là công ty nên rút hai cái đơn liên quan tới Ethereum ETF về nhưng mà họ lại không nói gì liên quan đến cái Bitcoin ETF cho nên bây giờ đó thì cái lòng tin lại cao hơn là vì lý do đó, vì lý do là bốn cái Bitcoin ETF này là dựa theo sản phẩm futures cũng như là cái sự đề nghị của chủ tịch Gary Gensler của SEC và SEC chỉ nói là rút đơn Ethereum ETF vậy thôi còn mấy cái đơn liên quan tới Bitcoin ETF vẫn tiếp tục được duyệt bởi SEC nhưng mà bây giờ vẫn chưa có kết quả vì lý do đó Bloomberg nghĩ là khả năng cao là trong tháng 10 này chúng ta sẽ có Bitcoin ETF và đây đương nhiên là một trong những cái tin tức mà có thể đẩy giá Bitcoin rất là cao cho nên thị trường bây giờ đã cũng rất là hào hứng với những cái thông tin này có thể nói đây là cái sự mong đợi trong tháng 10 này thì các bạn nghĩ sao các bạn nghĩ chúng ta có khả năng có Bitcoin ETF thông qua hay là không các bạn có thể biết là suy nghĩ của thuận thì cũng rất đơn giản là bitcoin etf là chuyện sớm hay là muộn mà thôi không phải bây giờ thì thời gian sau cũng sẽ có tại vì đây là một cái bước tiến rất là bình thường của một cái bản đầu tư mà đang được phát triển có nhiều bạn nói Thuận là tại sao mà chúng ta có lòng tin là bitcoin và crypto sẽ là một mảng đầu tư mà tiếp tục phát triển và tiếp tục được cái uh, uh, sự ủng hộ bởi phố Wall cũng như là cái sự ủng hộ đến từ chính phủ của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là có một cái thông tin khác nữa mà cũng đã được nói tới cách đây hai ngày đó chính là Tổng thống Joe Biden thì bây giờ đó đang có cái khả năng là sẽ đưa ra một cái xác lệnh hay gọi là executive order một cái xác lệnh liên quan đến quản lý thị trường crypto đây là cái thông tin được nói tới rất nhiều từ nhiều cái bài báo khác nhau Nhưng mà có một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn là đây bây giờ vẫn là một cái tin tức mà thôi chúng ta vẫn chưa có một cái xác định nào đến từ Tổng thống Joe Biden Thì khi mà có xác định á, thì nếu như mà có xác định này sẽ nói về những cái điều gì và xác định này đó là có hiệu lực như thế nào Thì đây là một cái xác định á mà sẽ có ảnh hưởng đến bốn cái cơ quan khác nhau của nhà nước Thứ nhất đó chính là Bộ Tài chính Thứ nhì là cái bộ thương mại thứ ba là cái quỹ khoa quốc gia và cuối cùng nó chính là cái cơ quan an ninh quốc gia cái xác lệnh này sẽ ảnh hưởng đến bốn cái bộ này thì tại sao lại cần phải có cái xác lệnh này thì dựa theo những thông tin mà thuận nhận được đó là cái xác lệnh này là tại vì bây giờ các bạn thấy được là crypto là một cái mạng quá mới có thể nói được là không có ai muốn là cái người mà đưa ra quyết định là có thể là quản lý thị trường này theo một cách mà không tốt dẫn đến là nếu như mà thị trường này là một thị trường mà thực sự là mang đến nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ Thì đương nhiên cơ quan đó sẽ là một cơ quan mà sau này sẽ bị trách tội Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ có rất là nhiều cơ quan khác nhau Chúng ta có uh, bộ thương mại, chúng ta có bộ tài chính, chúng ta có bộ an ninh mạng, chúng ta cũng có uh, những cái bộ như là quản lý thị trường futures hay là cái bộ quản lý thị trường chứng khoán đó chính là SEC thì mỗi một bộ đều có một cái vai trò trong thị trường này nhưng mà không ai muốn là cái người mà ra quyết định là quản lý thị trường này phải như thế nào tại vì người đó sẽ là người nếu như mà quyết định đúng thì không nói gì nếu quyết định sai thì đó sẽ là cái cơ quan mà sẽ bị khiển trách cho nên bây giờ đó tổng thống Joe Biden có khả năng là xảy ra một cái xác lệnh là những cái cơ quan mà thượng vừa chia sẻ với các bạn đó như là bộ tài chính bộ thương mại bộ khoa học cũng như là cái bộ an ninh quốc gia là cần phải làm việc chung với nhau thì Joe Biden sẽ đưa ra một người giống như là cái người đại diện để mà kết nối bốn cái bộ này lại để làm gì? Để đưa ra những cái hướng dẫn hay là để cho những cái bộ này ưu tiên về cái việc là quản lý tiền crypto. Có nghĩa là giống như là các bạn là người làm việc cho bộ tài chính đi thì bộ tài chính sẽ lo rất là nhiều việc chứ không phải là đương nhiên họ lo chỉ riêng về crypto các bạn thấy là thị trường tài chính rất lớn thì họ có thể lo tới nhiều việc và có thể là quản lý thiên crypto này là một trong những cái đề tài mà không có phải là được ưu tiên lắm trên cái danh sách đề tài mà họ cần phải lo tới trong năm nay hay là năm sau thì có thể là xác lệnh sẽ đưa ra quyết định là những cái bộ này cần phải ưu tiên về cái việc là làm sao ra cái kết luận là quản lý thiên crypto này như thế nào nhưng mà điều mà các bạn cần nên hiểu ở đây đó là ở hoa kỳ tổng thống không thể ra luật có nghĩa là chỉ có quốc hội mới có thể thông qua luật mà thôi những cái mà tổng thống Joe Biden có thể làm khi mình xác định thì đương nhiên cũng có hiệu quả nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ rất là giới hạn tổng thống Joe Biden không thể tự ra luật là tiền crypto này sẽ được quản lý như thế nào chỉ có thể là ra những cái lệnh để cho những cái cơ quan họ sẽ ưu tiên về cái việc là đưa ra kết luận quản lý như này như thế nào mà thôi đó là cái điều mà các bạn cần nên hiểu chứ không phải là luật cuối cùng nó cũng không phải là luật luật chỉ có thể được thông qua bởi quốc hội mà thôi cho tới ngày hôm nay là ngày 10 tới tháng 10 chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một cái thông tin nào là cái xác lệnh này sẽ có đây chỉ là cái thông tin được chia sẻ bởi nhiều bài báo khác nhau mà thôi nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ với các bạn Bây giờ vẫn là một thông tin Không có xác thực được là có xác lệnh này hay là không Nhưng mà nếu có đây nữa Thì cái sự ảnh hưởng cũng rất là giới hạn Như là thường vừa chia sẻ với các bạn Đây không phải là luật chỉ là những cái chỉ định Cho những cái cơ quan để họ có thể ưu tiên cái việc là ra quyết định quản lý crypto như thế nào Tôi hy vọng là các bạn hiểu cái điều đó